Rồi chào các bạn. Trước mặt các bạn thấy một cây mai chiếu thủy. Hôm nay mình sẽ review lại có mấy cái cây bonsai, tiếp tục cho các bạn chiêm ngưỡng. Các bạn thấy một cái cây mai chiếu thủy rất là đẹp. Nó là bonsai thôi nha các bạn, rất là nhỏ thôi. Và được màu uốn ép. Một cái khéo là một cái tay đổ đó. Một cái tay đổ rơi xuống đó các bạn. Khá là hoàn chỉnh cho một cái gốc mai chiếu thủy. Trên phần tay cành rất là đều đặn luôn các bạn. Phần gốc thì không có gì cầu kỳ lắm. Nhưng mà lên phần thân tay cành khá là hoàn chỉnh. Những cái tay rơi đổ xuống khá là hay đó các bạn. Phải nói là một nghệ thuật cho một cái dáng cây, mình tạo ra một cái nét đẹp. Quá đẹp luôn các bạn. Cây này rất là nhỏ gọn, có thể mình để trong nhà cũng được các bạn, ngay bàn uống nước hay phòng khách. Khá là đẹp. Rồi để tiếp tục các bạn, trước mặt nhìn thấy đó, có một cái cây mai lùm nữa các bạn, khá là lớn đó. Và có mấy cái chậu cây khác. Nói chung là vườn sắp nó cũng hơi chật chỗ đó các bạn. Khó có chi tiết từng phần cho các bạn xem. Mà mình cũng có thể đứng bên ngoài, mình quay vào bên trong cho các bạn nhìn ngắm. Có nhiều cái cây, cũng như nhiều cái tác phẩm đẹp rồi các bạn. Phía trong đó các bạn nhìn thấy cây rất là đẹp. Nó rất là chật chỗ luôn các bạn. Rồi để tiếp tục nha các bạn. Đây, trước mặt các bạn thấy cái mini dáng đổ tùng la hán đó các bạn. Cái tùng la hán cũng khá là hay ạ. Một cái dáng đổ xuống mini nhỏ, rất là khéo đó các bạn. Các bạn chiêm ngưỡng một cái cây quýt rừng gai không nha các bạn, nhưng mà tiếc mùa này nó không cho trái đó, mình chỉ quay lại cho các bạn xem thôi. Nó mà được đến mùa cho trái thì nó rất là tuyệt vời luôn các bạn. Những cây quýt rừng rồi các bạn tiếp tục chiêm ngưỡng. Có một cái chậu hoa giấy mini cũng rất là nhỏ. Cây hoa giấy đó các bạn, trên một cái chiếc bình cái thân đổ xuống và đang cho bông đó các bạn. Cây hoa giấy này thì nó giống cũng thường, giống truyền thống thôi. Bông nó màu hồng cũng rất là đẹp đó các bạn. Nó đổ một cái phần gốc xuống cũng khá là đẹp lên. Rồi để tiếp tục cho các bạn nhìn ngắm một cái linh sam này gai không nha các bạn. Cũng chưa được uốn ép, chưa được chỉnh sửa đó các bạn, nên nó để nó tùm. Nó phần gốc các bạn thấy nó rất là đẹp nè. Dòng linh sam thì các bạn cũng biết gai không hề. Gai quá nhiều luôn các bạn.
cái lục vừng. Lục vừng khá nhỏ đó các bạn. Rất là nhỏ gọn. Đang mùa cho lá non. Gốc cũng nhỏ thôi các bạn, nhưng mà nó cũng khéo. Rồi, mình tiếp tục mình sưu tầm cái vườn cây này nha các bạn. Đó. Xin tác phẩm nữa, cây lục vừng nữa. Nhìn khá là bắt mắt trên một chiếc chậu. Và trang trí cho phần gốc đó. Giống như một cái hòn non bộ, những cái tháp. Khá là hay đó các bạn. Nói chung nó cũng chưa cho bông. Cây này mà đến mùa cho bông thì nó sẽ rơi xuống đây rất là tuyệt vời. Cây cũng rất là nhỏ thôi các bạn. Nó thuộc dạng mini thôi. Có nhiều cây lạ lạ quá mình cũng không biết tên đó các bạn. Đó, ví dụ như cây đây mình cũng không biết tên của nó. À, mình cũng hỏi ra rồi các bạn, cái cây lạ lạ này là cây chè. À, cây chè để mình nấu nước uống đó các bạn. Nhưng mà các bạn thấy một cái bộ gốc của nó nè các bạn. Chỉ mình thấy cũng lạ lạ mà thấy cái lá của nó đó, thấy cũng quen quen. À, mình hỏi ra là cây chè lá đó các bạn. À, mình đưa lên làm một cái cây kiểng cũng khá là đẹp. Cũng khéo lắm các bạn. Và có nhiều cây rất là lạ. Rồi cái cây lạ đây là cây xương cá nha các bạn. Cũng đang nuôi dưỡng tay cành, chưa có cắt sữa gì nha các bạn. Nó còn tùm. Tại mình đang nuôi dưỡng thì để cho nó tươi tốt những cái tay cành. Sau đó mình mới cắt sữa cho nó hoàn chỉnh đó các bạn. Nó mới đẹp cho một cái tác phẩm đó các bạn. Rồi tiếp tục những cây lạ nữa các bạn. À, cây này nó cũng đang cho bông cho trái. Đó là cái cây cò ke. À, cũng lạ lắm các bạn. Hồi giờ mình đi quay lại cho các bạn xem thì cũng chưa quay những cái cây lạ rồi. Hôm nay mình cũng bắt gặp được mấy cái cây lạ đó các bạn. À, nó cũng hay hay, khá là đẹp. Và nó đang cho trái đó các bạn. Cái lá của nó thì nó giống cái lá ổi lắm các bạn. À, cái phần thân của nó đang bay. Và cây này cũng đang nuôi tay cành đó các bạn. Cũng chưa được hoàn chỉnh lắm. Nhưng mà mình review lại cho các bạn xem những cái cây lạ mà mình cũng thấy lạ. Khó khi nào bắt gặp. À, các bạn nhìn ngắm. Và có mấy cái tác phẩm mini nhỏ nữa nè các bạn. Để phần dưới nè. À, các bạn nhìn thấy nó khá là đẹp nè. Ví dụ như cái mai chiếu thủy nè các bạn. Rất là nhỏ thôi. Không được mà nó khoảng chiều cao nó khoảng 15 phân à. Rất là nhỏ gọn. À, tay cành rất là đều và to ra các bạn. Đó. Ồ, cây quá đẹp các bạn. Đây là một cái cây dúi nè. Cây dúi này cũng khá là hay nè. Nó đi lên trên một cái thân rất là nhỏ. Và lên trên một cái như cái tàn dù nè. Nó đang đổ những cái tay cành rơi xuống. Nó khá là hoàn chỉnh rồi các bạn. Tại mình người ta trang trí không có trống đó, nên mình nhìn ngắm nó ít đẹp. Chứ nếu như cây này mình trang trí nó riêng một mình nó đứng đó các bạn. Bạn nhìn rất là đẹp.
Rồi phía xa xa phía trong đó các bạn có một cái gốc bằng lăng đó. À, gốc bằng lăng đó cũng rất là quái đó các bạn, nhưng mà cũng chưa được uốn ép đó các bạn, nên nó cũng còn bề bộn lắm. Rồi chi tiết cho các bạn xem mấy tác phẩm nữa cũng mini, ví dụ như một cái gốc ổi nè các bạn. Này, một cái gốc ổi đây cũng khá là hay nè, tay cành cũng đang nuôi dưỡng một cái gốc ổi đó các bạn. Và có mấy tác phẩm nhỏ mini linh sam này nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Rồi để tiếp tục cho các bạn xem có một cái hòn đồng bộ đó các bạn, cũng khá là đẹp đó. Trang trí vòng tròn thì cũng có nhiều cái loại bông, loại cây rất là đẹp. Phía bên trong là có nhiều cái đài nước đổ đó các bạn, trang trí cũng khá là hay. Và mình thấy có một cái chậu nguyệt quế đó các bạn, cái dáng bay cũng khá là đẹp, cũng tầm mini thôi các bạn. À, mini rất là đẹp này. Là trang trí một cái hòn non bộ thì bên dưới cũng có cá đỏ cá đồ đó các bạn. À, cũng khá là đẹp. Và cũng có một cái cây tùng la hán đó các bạn. À, cũng dạng mini thôi, trang trí cũng rất là đẹp. Rồi video đây thì chắc mình cũng tạm dừng các bạn ơi. Hẹn các bạn video tiếp theo. Các bạn xem mà nhớ đăng ký, like, chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Rồi, mến chào các bạn.